Xin chào các bạn. Sáng nay Duy đưa cái con Mavic Pro này ra ngoài park để testing, làm quen, để điều khiển, học cách điều khiển như thế nào cho nó hiệu quả và nó an toàn. Mình chọn ở cái chỗ này rất là may mắn, là mình chọn cái chỗ này là nguyên một cái giống như cái bệ đáp của máy bay luôn, mà chắc cái chỗ này là mình sẽ thường xuyên đưa con fly cam ra chỗ này để mình testing. Đây là Park Ammunition. Duy mới khởi động nó lên để warm up nó. Ok. Và đây là cái các bạn, đây là cái bộ điều khiển của nó. Nó hiện cái status là ready to go, nghĩa là con flycam này đã chuẩn bị được cất cánh. Ok. Bây giờ Duy sẽ điều khiển nó, cũng dễ các bạn. Duy rất là dễ. Giờ nó làm những cái app như cái này rất dễ cho mình điều khiển. Ok, để chờ Duy xí, để Duy khởi cho con phải cầm nó lên nha. Cảm thấy không, nó lên rất là ngọt. Và nó là nó quạt mát nguyên cái khu này luôn. Wow.